Rồi. Đường xá giao thông đi qua rất là đông anh chị. Đó. Báo Điện Quốc Sản xin mến chào cô chú chị mình nha. Hiện tại mình đang có mặt ở đây là ở trên tỉnh lộ 329 và thuộc xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Và hướng trước mặt em đi quay đây thì mình đi khoảng đâu đó là một cây hơn thôi là mình đụng ngay ngã tư Xuyên Mộc cũng như là chợ ha, và trung tâm xã hành chính này, chợ này, trường học các cấp này và Bách Hóa Xanh vân vân. Từng nghe ở đó anh chị ha, khoảng hơn một cây xíu thôi đó, và cũng như là hướng này mình đi ra được trung tâm huyện, ra được thị trấn Phước Bủ ha, khoảng đâu đó là 6-7 cây. Còn mình đi gần biển nhất là biển Hồ Tràm, khoảng đâu đó là 13-14 cây số á chị ha. Còn hướng ngược lại mình sẽ đi với đi vào xã Hòa Hội và xã Hòa Hiệp anh chị ha. Tỉnh lộ 329 thì anh chị biết là mình giao với lại quốc lộ 55 ha, và từ Sài Gòn của chú di chuyển về đây thì khoảng là 2 tiếng đồng hồ thôi. Và nay gia chủ mình có gửi bán em Điền gửi cho em Điền bán một cái bất sản gần 1.000 hết gần 1 hecta anh chị, xin lỗi anh chị, gần 1 hecta phủ hồng toàn bộ và có sẵn là bán thêm mặt tiền đường nhựa vạch vàng đàng hoàng anh chị, 125 m mặt tiền đường ha, đó giá đang ngợp anh chị ha. Đó, thì cái bất động sản mình thì cách cái đường tỉnh lộ 329 này vào khoảng vài trăm mét thôi anh chị ha. Đó thì mình đi cái đường này anh chị ha, đi đường nhựa này, nói chung bất động sản mình thì bám theo cái đường nhựa này luôn anh chị ha. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chị theo chân em Điền ha, em Điền đi vào review chi tiết bất động sản đó nha. Nói chung là mình chạy thẳng một mạch là tới bất động sản mình luôn anh chị ha. Trên đường đi thì nói chung là dân cư cũng có anh chị, cũng tương đối là dân cư tương đối cũng đông thôi chứ không đông lắm ha. Một bất động sản có diện tích lớn gần 1 hecta nằm giữa lòng dân cư và đất rất là vuông vức luôn anh chị. Giá chỉ có là 9 tỷ 500 thôi, rất là rẻ luôn anh chị. Hiện tại em đang có mặt ở tại vị trí của bất động sản của mình rồi anh chị ha. Hồi nãy em điện đi từ đây đi vào này ha. Mặt tiền đường nhựa anh chị thấy đẹp không? Đường chỉ vàng đàng hoàng ha. Hai làn đường, ô tô né nhau thoải mái luôn ha, và xe container đi thoải mái luôn anh chị ha. Đi vài trăm mét thôi mình đụng ngay tỉnh lộ 329 đó ha. Cũng tương đối là gần anh chị. Và bất động sản mình thì bám theo mặt tiền đường nhựa này này. 125 m. Và một cái rất đặc biệt nữa là bất động sản mình là tổng bất động sản đều trồng nhãn hết anh chị ha, nguyên một vườn trái cây nhãn luôn ha, nhãn xuồng anh chị nhé, đặc sản của Xuyên Mộc luôn anh chị ạ. Nói chung là cô chú chị mà đi du lịch về đây thì thấy người dân người ta đứng ngoài đường bán nhãn đồ này kia, đó là nhãn nhãn xuồng anh chị, đặc sản của huyện Xuyên Mộc đây anh chị. Bất động sản mình thì có diện tích là ngang là 125 m ha, trải dài từ đây đó đi thẳng xuống dưới kia luôn ha là 125 m mặt tiền đường nhựa, và sâu vào trong là 75 m, tổng diện tích là chính xác là 9.300 mấy mét vuông đó chị ha, nói chung là cũng gần một mẫu đó anh chị. Ranh từ đây ha qua là 125 m, sâu là 75 m anh chị ha. Hiện tại trên đất thì mình có một cái sẵn một cái căn nhà vườn nhỏ anh chị, nhà để làm vườn ha. Nói chung là nhà này thì dọn dẹp sửa soạn sơ thì vẫn ở được bình thường ha. Nói chung là nhà làm vườn thôi. Đó. Hiện tại trên đất thì đang có hệ thống tưới nước tự động hết. Và có cả nước giếng luôn anh chị ha. Đó. Có giếng nước để tưới. Đó. Trên đất thì trồng nhãn hết anh chị. Theo hàng lối hết. Đó. Rất là đẹp anh chị ha. Quá đã luôn. Đó. Mặt tiền đường nhựa. Chỗ này thì dân cư nó cũng tại vì dân cư nhà cũng có vườn cũng rộng á, đâm ra là nhà cũng hơi thưa ha, nhưng dân cư vẫn có. Mình đi thẳng luôn thì mình sẽ gặp ngay cái chỗ này là cái câu lạc bộ tập yoga ha, và cũng như là khu sinh thái anh chị. Cái khu đất này là xíu em đi sẽ nói sau đó. Nhà của một ông lớn á chị ha, nằm sát nhà của anh lớn thì cô chú chị mình khỏi lo rồi.
Trên đi ngang Đức thì mình thì đang có là điện ba pha luôn chị ha. Đó, ba pha đi ngang qua Đức luôn. Quá đã luôn chị. Đó. Chỗ này thì khu dân cư thì điện đài, điện nước đầy đủ rồi anh chị, không thiếu ha. Đó, vào tới cái ngay mép này là 125 mét là tiền ha. Đó. Trên Đức thì trồng nhãn hết. Em quay cái này em bán mà. Anh coi chú Lĩnh chú mua không? À vậy hả? Đức chú Lĩnh trong này rộng không anh? Hai một mấy hả? Dạ. Kêu giá nhiêu? Đang kêu là 9 tỷ rưỡi anh, có thương lượng đó. Tới bức xạ mình giáp tới đây ha. Và sâu vào trong là 75 mét ha. Tới đây thì vô ẹo vô xí, nhưng mà bất sản mình thì cái hậu của mình còn là 121 mét mặt tiền hậu thôi ha. Đó, phía sau thì rào lại hết rồi. Đây. Kẽm B40 hết ha. Đó. Quá đẹp luôn chị. Giá đang ra bán em chị, em điện báo giá luôn ha. Giá đang ra bán là 9 tỷ rưỡi ha. Giá này sẽ có thương lượng anh chị. Đó, quá rẻ luôn. À. 9 tỷ rưỡi cho tổng bất sản là hơn 9.000 mét vuông ha, 9.300 mét vuông. Ở gần một mẫu. Rất là đẹp. Bây giờ em đi sẽ đi vào trong review chi tiết mấy cái vườn luôn ha. Nhãn thì đang cho đầm bồng kết trái này. Chuẩn bị mua vô mùa vụ này. Đó. Hình như vườn này thì cũng đang chăm đấy. Đây, bây giờ em đi sẽ đi đi vào trong cái bất sản mình nha. Đó. Trong đất thì có cây xoài này, cây vú sữa này, nói chung là mấy cây này thì số lượng ít thôi à. Xoài, vú sữa, với sake ha, với sabuche này, và cây mít nữa hả. Nói chung là nguyên vườn trái cây, nhưng mà chủ yếu là nhà trồng nhãn cái gì nhá. Đó, có nhà cấp 4 ha. Đó. Hồi nãy em đi quay đó là phía khúc dưới đó, đó là một cái khu nghỉ dưỡng của ông Nguyễn Hồng Lĩnh ha, đang là bí thư tỉnh ủy Đồng Nai gì. Ở cùng với chị mình có thể search lên là biết à. Biết ông Nguyễn Hồng Lĩnh à. Đó. Kế bên ông lớn luôn ha. Đó. Trồng nhãn này rất là quy mô luôn ha. Đây có bách tưới tự động hết rồi. Nói chung là một hàng này thì để em điền đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. À, 9 cây, mỗi hàng là 9 cây. À, mà mình dài qua thì không biết bao nhiêu hàng đây. Trồng full nhãn luôn anh chị ha. Đó, giáp bất động sản mình thì ranh giáp theo bờ tường đó ha. Bờ tường gạch đó, à, đi bao hết đất luôn. À, sẵn hàng rào luôn anh chị. À, thực sự ra thì cái giá mà lúc mà bất động sản sôi động thì giá này, bất động sản này có người trả là gần 20 tỷ anh chị. Nhưng mà không bán ha. Là bây giờ kẹt tiền quá. Đất này thì cũng là của dân địa phương thôi. À, chưa qua cô chú chị nào đầu tư hết ha. Đó. Nhưng mà giờ cũng nói chung là kinh tế khó khăn, thua lỗ. Đành phải bán thôi anh chị. Đó. Giáp theo bờ tường này anh chị ha. Đó. Hậu mình thì còn 121 mét thôi anh chị. Mặt tiền là 125 mét. Bức sản này thì đầu tư thì xin lời ngay luôn vậy ha. Đó. Mình không phải là thời điểm này thì cũng không phải là ai cũng có cái số tiền là 90 tỷ đâu. Đó. Nên là mình có tiền, có vốn đầu tư thì mình có thể là phân lô tách thửa cũng được nè. Ở bất sản mình thì phủ hồng toàn bộ rồi ha. Mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái tùy thích của mình luôn. Nhưng mà thổ cư thì đất phủ hồng thì mình cũng không cần thiết là mình phải lên thổ cư để mình tách cái gì. À, tại vì bây giờ mình có thể là tách theo diện ngàn mét vuông vẫn được anh chị ha. Nếu mà tách thì mình tách khoảng 14 mét sâu 75 đó. À, tổng diện tích là 1.000 hơn chút xíu ha, 1.000 lẻ đó, nhưng mà tách giá đó, tách 14 mét mà tiền thì quá đẹp, không phải tốn tiền lên thổ cư nữa chị. Bây giờ giá thổ cư nó cũng lên rồi chị ơi. À, một mét vuông đường nhựa thì khoảng đất xã thì khoảng trên 3 triệu rưỡi rồi anh chị. Đó, mới thay đổi đây. À. Cái vườn này em nghĩ là gia chủ cũng rất là tâm huyết đó. Nhưng mà giờ kẹt tiền quá chị ạ. À.
bán hết cái mảnh vườn này có 9 tỷ rưỡi thôi. Đó. Quá đẹp. Bất động sản mà thì về cái vấn đề quy hoạch này kia thì không vướng gì rồi. Bất động sản mình đang có hướng là hướng nam luôn gì ha, hướng mát. Đó. Quá đẹp. Đèn đường vẫn, chỗ này đèn đường vẫn có luôn ha. Đó, mình cũng hưởng ké được cái là đèn đường của ông Nguyễn Hồng Lĩnh này, ông làm đèn năng lượng mặt trời này, làm nguyên dãy luôn. Đó, trước đất mình luôn ha. Đó. Nguyên dãy đèn đường luôn. Em đi xin được nhắc lại một lần nữa ha. Bất động sản mình đang có diện tích là 125m mặt tiền ha. Sâu là 75m và hậu mình còn là 121 thôi ha. Tổng diện tích là 9.300m2. Và gia chủ mình đang bán là 9 tỷ 500 triệu đồng ha. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng. Đó. Rồi cô chú gì nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ với số điện thoại 0788668834. Thiện chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng thêm ha. Em Điền cũng xin được cảm ơn cô chú chị đã quan tâm theo dõi clip và đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em Điền thời gian vừa qua. Em Điền hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em Điền. Xin chào. At the desk.